Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến sáng ngày hôm nay 28 tháng 5, toàn tỉnh có 74 trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19 đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh. Ngày 27 tháng 5 có 21 trường hợp kết thúc cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh, 78 trường hợp kết thúc cách ly tại các cơ sở cách ly của tỉnh và của các huyện. Toàn tỉnh hiện có 74 trường hợp đang cách ly theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh. 37 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh ở thị trấn Gôi, huyện Vũ Bản. 25 trường hợp đang cách ly tại khách sạn Hội An, huyện Vũ Bản. 71 trường hợp đang cách ly tại huyện Sao Thủy. 15 trường hợp cách ly tại huyện Hải Hậu. 481 trường hợp cách ly tại huyện Ý Yên. Trên 6.000 trường hợp đang cách ly tại nhà. Trong ngày 27 tháng 5, toàn tỉnh thực hiện lấy mới 273 mẫu xét nghiệm, có 417 mẫu cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn một năm nay khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam, cùng với đội ngũ y bác sĩ ngành y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cũng căng mình trên tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh với tinh thần chống dịch như chống giặc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã hơn một năm nay, công việc thường xuyên của các cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 180 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định là tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi y tế đối với những người được đưa về khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh, thị trấn Gôi, huyện Vũ Bản. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc điều hành, quản lý khu cách ly là việc không để xảy ra hiện tượng lây chéo trong khu cách ly. Để bảo đảm yêu cầu này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có sự chỉ đạo sát sao bố trí lực lượng phù hợp trong khu cách ly, bảo đảm an toàn cho công dân thực hiện cách ly và cho chính các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Về tổ chức lực lượng chúng tôi tổ chức làm các bộ phận. Một là bộ phận chủ bộ phận y tế, bộ phận đón tiếp công dân, bộ phận tuyên truyền, bộ phận hướng dẫn, bộ phận phục vụ bảo đảm, bộ phận phối thuộc, bộ phận bảo đảm và do một đồng chí chỉ huy. Khi công dân đến khu vực cách ly, thì ngay từ ngoài cổng, chúng tôi đã bố trí một cái khu vực khử khuẩn, khử khuẩn toàn bộ về con người, về các mặt dụng cụ. Sau đó đến khu vực đón tiếp, đón tiếp bà con phân loại và tiếp tục khử khuẩn hai nữa riêng về khu vực để đón nhận công dân đến cách ly thì chúng tôi phân tuyến ra để có vùng đệm để khoảng cách giữa bộ phận phục vụ và bà con có khoảng cách xa để bảo đảm tuyệt đối an toàn về vấn đề giãn cách về vấn đề phòng thì chúng tôi xếp lần lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài và xác định về cái mức độ của từng công dân để bảo đảm cái khoảng cách và giữ khoảng cách còn bộ phận phục vụ của chúng tôi bố trí cái bộ phận hậu cần kỹ thuật nấu ăn ở một khu vực riêng có về khoảng cách tất cả các khu vực nấu ăn này anh em tôi chia các suất cơm mà cơm hộp và sử dụng một lần sau đó dùng xe chuyên chở đến khu vực vùng đệm và nhân viên y tế trực tiếp ở trong này lấy về phát cho từng phòng để cho bà con sau khi ăn uống xong là các cái 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 cái, cái, cái rác thải là chúng tôi phân loại và cho khử khuẩn và cho xe của sở y tế và xử lý theo y tế. Với 10 huyện thành phố, các khu cách ly y tế tập trung của huyện cũng đã được chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận người cách ly. Trong đó, lực lượng vũ trang huyện được giao nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các khu cách ly y tế tập trung. Riêng đối với lực lượng thường trực của chúng tôi, trước mắt là chúng tôi thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ hai, trong cái điều kiện dịch bệnh thì theo văn bản và theo chỉ thị của chỉ trưởng bộ sư tỉnh mỗi cơ sở cách ly chúng tôi bảo đảm ít nhất 3 đến 5 người để chỉ huy điều hành các lực lượng phối thuộc gồm công an y tế và đặc biệt lực lượng thuộc quyền lực lượng dân quân chúng tôi bảo đảm lực lượng canh gác bảo đảm lực lượng phục vụ là lực lượng dân quân cho cái khu cách ly hoạt động Hình ảnh của cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 đã góp phần làm sáng đẹp thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ với tinh thần vì nhân dân phục vụ, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng chiến thắng, chung tay góp sức cùng các cấp, các ngành và nhân dân ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn.